Mọi người hãy ấn nút like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn. Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Các bạn ơi, trong cái video ngày hôm nay thì anh em sẽ được đi chơi cùng với mình, sẽ được đi mua diều cùng với mình các bạn ạ. Trong cái thời gian vừa qua thì mình cảm thấy rất là nhiều bạn nhỏ mà kinh tế kém ấy, gọi là yêu cầu mình đi tìm cho một combo cả diều cả sáo giá rẻ các bạn ạ. Nó chỉ rơi vào tầm 100-200 nghìn thôi, càng đẹp nó lên tầm 300 nghìn, nhưng đây là tất cả những con diều liền, không phải lắp ghép các bạn ạ. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi mua một con diều, một combo diều các bạn ạ, một combo diều giá rẻ nha các bạn nhá, theo yêu cầu của các bạn nhỏ. Ok các bạn. Ngày hôm nay mình lại đang sang nhà Quỳnh các bạn ạ. Dạo này là Quỳnh nó làm diều được đấy, thế cho nên là nó bán với cái giá nó quá là rẻ, gọi là kỷ niệm anh em, nó bán kỷ niệm mình, sau về mình lại kỷ niệm cho các bạn nhỏ đấy, lại như thế. Còn nhớ anh em bảo mình làm diều, bảo anh ơi anh làm bán cho em một con diều, người ta mình không làm diều bán, anh em có nhu cầu cần thì mình đi tìm hộ các bạn thôi, thì coi như là mình vừa được đi chơi nó vừa tìm được hộ các bạn. Chứ còn bảo mà mình làm để mình bán thì trình độ làm để bán của mình là không có các bạn. Ok anh em. Bây giờ thì các bạn cùng sang nhà Quỳnh với mình nhé, để xem combo diều giá rẻ này nó như thế nào, nó có đẹp hay không nha các bạn nhé. Okay. Các bạn ơi, và hiện tại mình đang có mặt ở nhà Quỳnh các bạn ạ. Đây là một con diều, để mình đo thì mình mới biết được. Một con tay là 21 phân, hôm vừa rồi của mình là mình đo 21 phân. Con này thì không phải Quỳnh nó làm các bạn ạ. Mình vừa gọi cho Quỳnh thì Quỳnh nó bảo không phải, con này không phải là Quỳnh nó làm, mà là bạn của Quỳnh mang vào các bạn ạ. Mang vào cho, chứ không phải là Quỳnh làm. Con này thì nó rơi vào 1m8, nó cọc cái sáo này thì là nhẹ các bạn ạ. Cọc cái sáo này là nhẹ so với con diều này, nhẹ so với con diều này. Và như Quỳnh nói thì cả combo, cả diều, cả sáo, con này nó chỉ rơi vào 150 nghìn thôi các bạn. Con này nó chỉ rơi vào 150 thôi. Nhìn trông nó nát nát thế thôi các bạn ạ, nhưng mà ăn mèo giữa đấy. Ăn mèo giữa luôn này, ít ra vẫn còn hơn nghệ nhân cây phường của các bạn. Quánh phân của mèo giữa vẫn còn nánh. Đấy, em phải học tập những con diều nát nát này này. Nó còn ăn mèo giữa này. Đó. Con sáo này thì nó rơi vào tầm khoảng D. Em đoán là nó tầm D bao nhiêu? 20-25 gì đấy. 20-25 á? 20-25 hết làm sao được? Con này nó phải 35. Đây là một con sáo D35 các bạn ạ. D20 nó như cái dàn còi trước anh em mình quay, nó bé tẹo, nó bằng to ngón tay cái tí. Con này nó phải rơi vào tầm D35 các bạn ạ. Con này nó cong 40 là đẹp. Mét 7, mét 8 này nó cong D40 là đẹp. Nói về mình đi vào cái chi tiết con này luôn nhá. Nếu mà cả một con diều này, cả diều cả sáo nó rơi vào tầm 150 thì mình cảm thấy nó quá là hợp lý luôn. Tại vì cái tầm tiền đấy thì mình được cả diều cả sáo là nó có hợp lý rồi. Thường thường thì nó, những cái con diều mà nó nét nét nó đẹp một tí thì anh em chỉ mua được diều thôi. Đây cả diều cả sáo người ta bán, Quỳnh nó bán theo cái kiểu mà nó không thích chơi ấy, nó chán, nó không thích chơi ấy, cho nên là nó bán rẻ. Cũng như tất cả những video trước mình có nói đấy, những cái người chán thì giá nào người ta cũng bán, còn những cái người mà ta đã để thích chơi ấy, thì kể cả xấu người ta vẫn bán giá đắt đắt để cho mình không mua được ấy các bạn ạ. Đấy. Con sáo này thì nó bằng gỗ gì đây? Anh Mạnh biết nó làm bằng gỗ gì mà nó đỏ này không? Biết gỗ gì không em? Gỗ đéo đỏ nhỉ? Dễ kêu phết đấy. Dô dô à? Dô dô bằng ngón tay cái, con này dô dô à? Đấy, ngày xưa mình chơi diều nó hay là như thế. Hay gọi nó là như thế. Một quả diều có thể để về đánh giá về cái hình thức, về cái nét đẹp thì mình cảm thấy nó không đẹp.
mình cảm thấy là nó không đẹp các bạn. Đấy, để nói rõ luôn, không thể nào mà yêu thương nổi được, không thể nào mà nói sai sự thật được, tại vì anh em nhìn, các bạn nhìn cũng có thể biết mà, con diều này nó không được đẹp. Đấy. Chủ yếu là các bạn yêu cầu mình là tìm những cái con diều mà nó giá rẻ như thế này này, thì mình mới tìm những cái con như này thôi, chứ bình thường là nếu mà để mình review về những cái con diều như thế này thì gần như là nó không có cái gì đặc sắc cả. Nhưng mà tí nữa mình sẽ đưa các bạn đi test, sẽ test trên xe máy chứ không phải là test mình chạy ấy. Mình chạy có thể các bạn là sẽ không quan sát được con diều là nó lên hay là không. Nó lên, các bạn lên cao, các bạn có thể là nhìn nó hơi bị bé một tí. Tí nữa thì mình sẽ chạy xe máy và test cho các bạn xem con diều này nó có lên hay không nhá. Nhưng mà quay hơi khó đấy, các bạn cố gắng xem nhá. Khung khá là to. Em cho anh em xem khung. Con này che thì chắc không được đẹp. Mình nhìn thấy con này che sẽ không được đẹp. Với cái giá đấy thì các bạn có thể cân nhắc lại. Đấy, Quỳnh là Quỳnh nó phát giá cho mình thôi. Quỳnh nó gọi là cho mình biết cái giá cụ thể thôi. Còn nếu mà với cái giá như thế thì các bạn có thể xem lại là có nên mua hay không. Đấy, mình phải nói rõ và nói trước cái sự thật là như vậy. Ok các bạn, còn cái gì là review nữa không nhỉ? Con này thì về có thể là lúc mà người ta mới làm xong ấy thì nó rất là đẹp, nhưng đây chắc là do là thả nhiều lần rồi. Cứng phết đấy các bạn, cứng phết đấy. Con này khung to cả trên cả dưới luôn, bụng khá bầu. Con này trước anh nghĩ là người ta làm kiểu bụng bầu cái cắt ấy, xong thả nhiều rồi nó xuống khung. Ok anh em, ngay bây giờ thôi thì mình sẽ đưa các bạn đi trải nghiệm con này, test con này nhé. Sau đó về mình sẽ có một cái đánh giá về cái con này. Ok các bạn, đợi mình tí nhé. Các bạn ơi, ngay bây giờ thì mình sẽ có khoảng tầm một vài phút test cho các bạn nhé, tùy đoạn đường nhé các bạn nhé. Bây giờ anh em mình cùng test nào, xem nó có lên hay không nhá. Nào đi nào. Một cái hồi test thì mình cảm thấy cái con này nó khá là dễ lên các bạn ạ. Khá là dễ lên, mà bình thường nếu mà tìm những cái con cứng khung như này để mà mình chạy ấy, mình chạy xe này, nó lắc nó đảo ghê lắm các bạn ạ. Nhưng mà con này im lắm, con này ok, con này im, con này hiền vãi đạn luôn. Có nghĩa là trong cái tầm giá đấy ấy, mà nó dễ lên như thế này mà được cả diều cả sáo là mình là cảm thấy là hợp lý rồi. Còn về cái phần sắc đẹp thì phải nói rõ với anh em là con này nó không đẹp. Đấy, thế cho nó dễ. Các bạn mua là có quyền lựa chọn. Đấy, không ai ép tất cả các bạn. Nhưng do cái lý do là các bạn yêu cầu mình, cho nên là mình đã kiếm một con diều theo yêu cầu của các bạn nhé. Dù sao thì rất là cảm ơn tất cả các bạn đã ra cái ý tưởng để mình đi kiếm những cái con diều như thế này. Bạn nào thích con diều này thì có thể liên hệ với lại bạn Quỳnh nhé, Facebook là Nguyễn Quỳnh nhé, để có thể là mua cả diều cả sáo nha các bạn nhé. Chứ còn cái này thì mình không liên quan nữa rồi, cái này thì mình không lấy về nhà, cái này thì mình để giả lại bạn Quỳnh thôi. Ai thích thì có thể liên hệ với bạn Quỳnh để mua con diều này nhé các bạn nhé.
Đấy, còn bây giờ thì anh em mình phải xin phép chào tạm biệt tất cả anh em để mùi thế nhỉ. Xin phép chào tạm biệt tất cả anh em để mang cái con diều này về nhà bạn Quỳnh để giả bạn Quỳnh thôi. Ok anh em nhá, nếu các bạn cảm thấy video của mình hay nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một subscribe và một chia sẻ cho kênh nhá. Bye bye tất cả anh em, bye bye.